vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới của bản tin FBNC. Thưa quý vị, 11 thành viên TPP vẫn có thể đi đến thỏa thuận cuối cùng mà không cần có Mỹ. Đây là khẳng định được Thủ tướng Malaysia đưa ra sau cuộc họp bộ trưởng từ các nước TPP tổ chức tại APEC Đà Nẵng mới đây. Bộ trưởng các nước thành viên của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương đã có cuộc họp bàn sâu hơn về các vấn đề liên quan tới Hiệp định TPP vào ngày 9 tháng 11 mà vẫn chưa đưa ra được bất kỳ thỏa thuận nào. Dù vậy, một số thành viên TPP vẫn tỏ ra lạc quan rằng 11 nước thành viên TPP còn lại có thể đưa ra những thỏa thuận cuối cùng dù Mỹ đã rút ra khỏi TPP. Tôi hoàn toàn tự tin, tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được thỏa thuận thông qua quá trình phê duyệt và một số giấy tờ cần ký kết. Mọi thứ sẽ rõ ràng, nhưng ít nhất chúng tôi vẫn còn cứu vãn được một số thỏa thuận tự do thương mại cho tương lai của APEC. Hiệp định TPP nhằm mục đích xóa bỏ thuế xuất nhập khẩu đối với các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp trong toàn khối. Đồng thời, hiệp định này cũng sẽ giúp bảo vệ mọi thứ từ quyền lao động cho đến vấn đề môi trường, đặc biệt là vấn đề sở hữu trí tuệ. Đây được coi là điểm mấu chốt trong hiệp định TPP. Thưa quý vị, mới đây trước thềm lễ kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất, tháp đồng hồ Big Ben, một biểu tượng của thủ đô London của Anh, đã một lần nữa đổ chuông sau hàng tháng trời bảo trì. Vào sáng ngày 9 tháng 11 giờ Anh, tháp đồng hồ Big Ben đã đổ chuông lần nữa sau 3 tháng tạm ngưng để phục vụ công việc bảo trì. Thời điểm này cũng trùng với dịp kỷ niệm ngày kết thúc chiến tranh thứ nhất. Chiếc đồng hồ đổ chuông vào 9 giờ sáng ngày 9 tháng 11. Chiếc đồng hồ đổ chuông lần này để đảm bảo rằng nó sẽ đổ chuông chính xác vào lễ kỷ niệm ngày Thế chiến thứ nhất kết thúc vào ngày 11 tháng 11. Chiếc đồng hồ sẽ đánh chuông mỗi giờ một lần trước khi nó ngưng hoạt động một lần nữa sau 1 giờ chiều Chủ nhật theo giờ Anh. Và đồng hồ Big Ben sẽ đổ chuông lại vào dịp năm mới. Tuy nhiên, Quốc hội Anh cảnh báo rằng lần đổ chuông đầu tiên của Big Ben có thể không phải là thời điểm thật sự chính xác và họ khuyến cáo người dân địa phương không nên cài đặt giờ theo đồng hồ Big Ben. Lo ngại trong vấn đề siết chặt đi lại giữa Mỹ và Cuba sẽ tác động xấu đến việc kinh doanh, thì số lượng doanh nghiệp Mỹ tham dự hội chợ thương mại thường niên của Cuba đã giảm 2/3 so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Trong hội chợ thương mại năm nay, chỉ có 13 doanh nghiệp Mỹ đi tham dự hội chợ thương mại thường niên của Cuba. Trong khi đó, năm ngoái số lượng doanh nghiệp Mỹ lên tới 33 doanh nghiệp. Đây là tác động từ chính sách hạn chế đi lại giữa Mỹ và Cuba mà Nhà Trắng công bố mới đây. Kể từ năm 2014, nhiều công ty của Cuba đã tìm được tiềm năng phát triển kinh doanh sau khi cựu Tổng thống Mỹ Obama chấm dứt lệnh cấm vận đối với Cuba. Ngay sau khi lệnh cấm vận được gỡ bỏ, một lượng lớn công ty đã ồ ạt đầu tư vào Cuba. Đặc biệt, việc khôi phục các chuyến bay quốc tế từ Mỹ sang Cuba đã khiến cho ngành du lịch tại Cuba nở rộ trong 2 năm qua. Tuy nhiên, diễn biến dường như ngày càng trở nên xấu đi vào hồi tháng 6 khi Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh siết chặt trao đổi thương mại và du lịch với Cuba, cấm kinh doanh và giao thương với quân đội. Lệnh cấm này khiến cho việc trao đổi thương mại giữa công ty Mỹ và Cuba trở nên khó khăn hơn. Nhiều công ty chỉ đơn giản là muốn theo đuổi những thỏa thuận làm ăn với phía Cuba mà không dính líu gì tới chính trị. Mới đây nhất, vụ tấn công không rõ ràng vào các nhân viên ngoại giao của Mỹ tại Cuba đã khiến cho tình hình ngoại giao và thương mại giữa hai nước trở nên tối tăm hơn. Sắc xanh đã tiếp tục tràn ngập hai sàn chứng khoán trong nước trong phiên giao dịch cuối tuần ngày hôm nay. Các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn tiếp tục góp phần để chỉ số VN Index tăng gần 8 điểm. Thị trường tiếp tục tăng tốc tích cực trong phiên sáng. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như Vinamilk, Vincom, Gas hỗ trợ tích cực cho chỉ số và duy trì vững chắc trên mốc 860 điểm. Bên cạnh đó, dòng cổ phiếu Samlock với DRC và CSM đồng loạt tăng kịch trần, cũng là điểm sáng trên sàn HOSE. Bước sang phiên chiều, sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế. Đáng kể nhất là mức giá trần của Vinamilk cũng lượng khớp lên đến hơn 9 triệu cổ phiếu. Nhóm ngân hàng cũng góp phần hỗ trợ cho thị trường. Mặc dù chỉ số tăng tốc mạnh, nhưng giao dịch trên sàn vẫn còn thiếu tính bứt phá. Khép phiên, VN Index tăng gần 8 điểm, lên mốc 868,21 điểm. Thanh khoản đạt gần 6.000 tỷ đồng, tương đương sắp xỉ 190 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HNX Index giao dịch giằng co vào lúc đầu, nhưng đã lấy lại sắc xanh trong phiên chiều. Các cổ phiếu chủ chốt hỗ trợ tích cực vào xu thế tăng của thị trường. Chốt phiên, HNX Index tăng 0,48%, đạt 106,37 điểm. Khối lượng giao dịch tiếp tục ở mức thấp, chỉ hơn 38 triệu đơn vị, ứng với trên 480 tỷ đồng. Trước lo lắng về cải cách thuế của Tổng thống Donald Trump có thể bị hoãn lại, các chỉ số chứng khoán chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều lao dốc. Kết phiên giao dịch ngày 9 tháng 11, chỉ số Dow Jones giảm 0,43%, trong đó cổ phiếu của McDonald's là cổ phiếu kéo điểm chỉ số Dow Jones mạnh nhất, giảm 1,8%. Chỉ số S&P 500 giảm 0,38%, cổ phiếu lĩnh vực công nghiệp là cổ phiếu bị lao dốc mạnh nhất trong rổ chỉ số S&P 500, giảm 1,3%. Nasdaq cũng bị trượt dốc khi chốt phiên, giảm mạnh 0,58%.
Tính tới phiên giao dịch ngày 9 tháng 11, thì lĩnh vực công nghệ là lĩnh vực có mức thể hiện tốt nhất trong rổ chỉ số S&P 500 trong năm nay. Lĩnh vực công nghệ đã tăng 37% trong năm 2017, chủ yếu nhờ vào đà tăng điểm tới từ các công ty trong lĩnh vực hàng không, không gian. Mới đây, thì Thượng viện Mỹ đã đưa ra đề xuất hoãn thực hiện kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống còn 20% tới năm 2019. Ngoài ra, trong bản đề xuất này, Thượng viện còn đưa ra phương pháp sẽ thay thế hệ thống thuế cá nhân. Đề xuất này từ Thượng viện đã ngay lập tức dập tắt hy vọng của giới đầu tư phố Wall rằng cải cách thuế sẽ được thực hiện vào dịp Giáng sinh trước đó. Đây là nguyên nhân chính khiến cả 3 chỉ số chính trên phố Wall giảm điểm khi chốt phiên ngày 9 tháng 11. Trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 11, nhiều công ty lớn như Disney, Nvidia và News Corp đều đưa ra báo cáo doanh thu quý 3 năm 2017. Theo quan sát của giới đầu tư, mùa báo cáo doanh thu quý 3 năm 2017 được coi là mùa báo cáo doanh thu lạc quan nhất từ trước đến giờ của Phố Wall. Tính thời điểm hiện tại, 73% số lượng công ty thuộc rổ chỉ số S&P 500 đều có báo cáo doanh thu vượt mong đợi của giới đầu tư. Và chịu tác động từ diễn biến đỏ sàn của Phố Wall đêm trước, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á cũng đã giảm điểm sau khi chốt phiên giao dịch ngày cuối tuần hôm nay. Kết phiên giao dịch ngày cuối tuần, trong các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Á, chỉ có duy nhất chỉ số Shanghai của Trung Quốc đại lục giữ được sắc xanh, nhích nhẹ 0,16% khi kết phiên. Chỉ số Nikkei lao dốc mạnh, giảm 0,82%. Tại Hàn Quốc thì chỉ số Kospi cũng trượt dốc 0,3%. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn giữ được sắc xanh, phải kể đến cổ phiếu lĩnh vực sản xuất, chẳng hạn như cổ phiếu công ty Bosco tăng 1,25%, nhưng mảng sản xuất chip lại có một phiên giao dịch ảm đạm. SK Hynix giảm 0,49%, LG Electronics giảm 1,67% và công ty sản xuất ô tô Hyundai giảm 0,67% khi kết phiên giao dịch. Chỉ số S&P 200 cũng không tìm được sắc xanh ở cuối phiên, giảm 0,33% do chỉ số phụ lĩnh vực vật liệu giảm điểm mạnh. Cụ thể thì cổ phiếu của Rio Tinto giảm 2,26% và BHP giảm 1,96%. Thông tin về báo cáo kinh doanh quý 3 của một số doanh nghiệp cũng là tâm điểm quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Cổ phiếu của Toshiba giảm 5,11%, là một trong những cổ phiếu có sức thể hiện kém nhất trong số cổ phiếu lĩnh vực công nghệ. Tại Nhật Bản thì sau khi công ty sản xuất thép Kobe Steel cho biết họ sẽ công bố một số dữ liệu về cuộc điều tra liên quan đến scandal làm giả dữ liệu chất lượng thép, cổ phiếu của Kobe Steel đã tăng 1,93%. Sau đây sẽ là các tin tức được cập nhật ở phần tiếp theo. Tìm hiểu về công nghệ xử lý nước thải của Đài Loan tại Việt Water 2017. Chậm nhất đến ngày 15 tháng 11 thì mới có thể thông tuyến đường sắt Bắc Nam.